Anh bạn thân tặng mình một con chó nhân dịp mùng 8 tháng 3. Chào các bạn, video của ngày hôm nay mình làm cùng với anh bạn thân. Mình và anh bạn thân sẽ làm một thứ gọi là cái Eco Brick, tức là viên gạch sinh thái. Viên gạch sinh thái là gì? Tức là viên gạch ấy mà được tạo ra từ cái chai nhựa và tất cả những cái rác nhựa mà mình đã chuẩn bị ở đây. Khi mà mình nhồi vào cái này ấy, thì nó sẽ đủ độ cứng và nó sẽ không phân hủy. Xây được tường này, xây được nhà tình thương và những cái công trình công cộng và những cái công trình gọi là công trình xã hội đó. Thực sự là ý nghĩa và mình thực sự mong là các bạn ngày hôm nay sẽ làm cùng với mình. Cái này ấy, thì có rất là nhiều thông tin trên mạng về viên gạch sinh thái. Mình sẽ để tất cả những cái link mà các bạn có thể tìm thêm thông tin ở dưới cái phần mô tả để các bạn chỉ cần kéo xuống thôi. Nếu mà các bạn biết cái nguồn nào thêm thì các bạn cũng có thể để comment ở phía dưới để mình cũng có thể xem thêm và các bạn khác cũng có thể xem thêm nhá. Cái viên gạch này ấy, xem nào, chuẩn bị nguyên liệu thì sẽ có cái chai nhựa, và cái chai nhựa này thì các bạn phải sấy khô rồi. Để ở bên ngoài ban công, để ở bên ngoài cửa khoảng một đêm là sáng hôm sau dậy nó sẽ khô thôi. Kích cỡ của chai ấy, thì các bạn nên sử dụng cái chai này hoặc là cái chai 1,5 lít. Đấy là hai cái gọi là kích cỡ phổ biến nhất để các cái viên gạch, gọi là các cái viên gạch sinh thái đấy, nó đều nhau. Một chiếc đũa thần là hai cái que, là một cái que mà có chiều dài hơn cái chai để các bạn quấy tất cả các thứ vào. Không kim loại, không vật liệu hữu cơ, vật chất hữu cơ như giấy, đường, lá cây có thể phân hủy bên trong chai nhựa khiến viên gạch dễ bị hỏng. Còn kim loại hay thủy tinh đều có thể được tái chế, không gây hại đến môi trường, nên thật không cần thiết phải giam cầm chúng trong chiếc chai nhựa. Các bạn sẽ chuẩn bị tất cả những cái rác nhựa như thế này, và tất cả những cái này ấy, nó sẽ phải sạch các bạn, không được chứa thức ăn ở trong này, không được chứa nước ở trong này, nó phải khô và sạch. Các bạn hãy cứ tích tụ lại trong khoảng hơn một tuần thôi là mình xin thề với các bạn, các bạn sẽ ngạc nhiên bởi cái lượng rác nhựa mà các bạn thải ra hàng ngày, hàng tuần. Thực sự là rất nhiều các bạn. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu từ đáy chai. Thì từ đáy chai ấy, thì người ta khuyên là sử dụng những cái mà nó mềm mềm như thế này này, nó nhỏ và nó mềm thì ấy, nó sẽ gọi là fill vô tất cả những cái chỗ mà không phẳng ấy, ở dưới cái đáy này. Thế thì anh phải tìm những cái ni lông mà nó nhỏ nhất, mềm nhất để anh nhồi xuống dưới đáy chai. Cái lưới này có vẻ ok này. Tất cả những cái túi này các bạn có thể tìm được rất là nhiều trong cái trong sinh hoạt hàng ngày, luôn luôn có rất là nhiều, thực sự rất nhiều. Thêm một cái nữa, đây là những cái giấy cling film á, người ta gọi là cling film mà bọc một cái chuối chứ các thứ ấy, trái cây ấy, bọc các thứ trái cây, bánh trái các thứ bán ở siêu thị thì các bạn cũng có thể để lại. Theo như mình biết thì cái gạch sinh thái này này chỉ có một cái điểm mà gọi là thu nhận cái viên gạch này ở Hà Nội thôi. Vậy thì mình sẽ làm ra những cái viên gạch này và đợt nào mình sẽ để đó, đợt nào về Hà Nội ấy, thì là mình sẽ mang về. Nếu mà các bạn biết cái chỗ nào thu nhận ở Sài Gòn, ở trong Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác thì nhớ để ở dưới phần comment. Đây này các bạn, những cái vỏ bánh như thế này này rất là dễ để có thể để lại vỏ bánh. Hoặc là trà, cái trà Lipton này mình mới mua để uống thử cái trà. Tại vì các bạn biết là mình thích uống trà English Breakfast. Bóc ra ấy, thì mỗi gói trà lẻ nó đều có một cái túi ni lông này. Tức là thực sự là khi uống hết một hộp trà thì nó thải ra rất là nhiều ni lông và mình sẽ không uống cái trà Lipton này nữa. Thế nhưng mà đã lỡ mua về rồi thì mình sẽ để đấy. Nó phải chặt từ đầu đúng không? Đúng, nó phải chặt từ đầu. Anh phải nhét nó chặt nhất có thể, gọi là cái gói trà này nó hơi cứng cho cái miếng, cho phần đáy. Đây này các bạn, nó phải đầy chặt cái phần đáy. Em xem cái đáy của anh à. Nó không chặt rồi. Anh phải nhét thêm cái túi nó mềm mềm vào đấy nữa. Những cái to quá thì mình phải lấy cái kéo mình cắt ra anh ạ. Những cái mà to quá, anh lấy hộ em cái kéo anh. Những cái mặt to quá ấy, thì là mình sẽ lấy kéo mình cắt ra bớt. Tại vì nếu mà bạn cái đồ lớn như thế này ấy mà các bạn vo vào xong rồi các bạn nhét vào đây thì thực sự rất là khó để mà nhét nó vào chặt với nhau. À, anh nhớ bố anh ngày hôm qua kể cái chuyện mà đi bốc mộ bà nội không? Ừ, 27 năm à.
27 năm kể từ ngày chôn, bốc mộ lên cái ni lông mà để bọc cái thi thể á các bạn, còn nguyên si. Và bố bạn trai mình về nhà kể cái chuyện đó thực sự rất là sốc. Và mình thì mình không ngạc nhiên, tại vì khi mà mình đọc những cái gọi là tài liệu ấy thì mình đã biết. Mình biết là những cái nhựa này mất khoảng 400 năm để phân hủy. Bởi vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi mà thấy nó có thể tồn tại hơn 20 năm. 20 năm đã là gì đâu, đúng không? Phải 20 lần cái số 20 năm đó nữa hay là nó mới phân hủy. Chặt không? Chặt mà. Tức là khi mà các bạn hoàn thành ấy thì cái này nó phải cứng như cái gạch ấy, phải cứng như một viên gạch. Những cái này là những cái giấy vệ sinh, giấy bếp mà mình mua này các bạn. Có thể để lại hết tất cả những cái này để dùng. Các bạn cứ tin mình đi, thực sự nếu mà các bạn để ra một cái túi lớn như thế này, để vào trong cái góc bếp, mỗi ngày các bạn có những cái miếng giấy nhỏ khô như thế này, miếng túi ni lông đó, các bạn cứ để hết lại, các bạn sẽ thực sự là ngạc nhiên với cái lượng nhựa mà mình sử dụng hàng ngày, mình thải ra hàng ngày đó. Quá nhiều các bạn. Em bảo ra là anh sẽ nén được chặt hơn em, tại vì tay khỏe hơn đấy. Và cái gạch này sẽ sử dụng trong những cái công trình nào? Ví dụ là ai sẽ xây? Những cái dự án về xã hội. Những cái dự án về xã hội người ta sẽ dùng. Người ta sẽ lấy cái gạch này và người ta dùng. Tức là có thể xây nhà tình thương, có thể xây những cái gọi là xây những cái công trình phụ này, xây gọi là những cái nơi vui chơi cho trẻ em. Có thể là trong tương lai người ta sẽ mang đến nhiều nơi hơn nữa, có thể là người ta sẽ mang về các cái vùng cao để người ta xây những cái công trình nhỏ chẳng hạn. Thì nếu mà các bạn Google viên gạch sinh thái ấy, thì là các bạn sẽ đọc được rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ về viên gạch sinh thái, và các bạn sẽ ngạc nhiên, các bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì công dụng của viên gạch sinh thái là rất lớn. Tức là người ta có thể làm được rất nhiều thứ với cái viên gạch sinh thái này, không khác gì với cái viên gạch đất. Chết rồi, em cảm thấy là những cái này nó khá cứng và nó tạo thành những cái khe hở ở đây. Nó có thể chấp nhận được mà làm sao mà em có thể chắc chắn 100% là nó sẽ không có khe hở được. Nếu mà em ném bằng cái máy nén thì mày ra chứ mình ném bằng tay rồi mà. Nên là cứng nhất định là có thể sử dụng được rồi. Cảm giác là những cái mềm mềm như thế này thì rất là dễ nén. Mình nghĩ là cái khúc nào mà các bạn cảm thấy là nó cứng quá ấy, thì các bạn có thể nhồi thêm một cái gì đấy nó mềm mềm vào. Và các bạn nén, đúng rồi. Cái khúc nào mà cứng quá ấy, nhồi thêm một miếng thật mềm vào, nén lại, là nó sẽ làm chặt lại cái chỗ mà các bạn cảm giác là nó bị hở. Thật ra nhìn cái bịch này rất là to, nhưng mà khi mà bạn nén vào thì sẽ còn là tí, bé tí như thế này thôi. Tức là một viên gạch này ấy, nó sẽ ôm được cực kỳ nhiều rác. Một cái chai này của các bạn làm ra sẽ tạo nên được cực kỳ nhiều sự khác biệt. Ra ngày xưa thì mình cũng không tìm hiểu được nhiều lắm về môi trường đâu. Kiểu như là cứ xài thì thấy ai cũng xài. Không phải là vì mình không muốn bảo vệ môi trường, mà là gần như là cái chuyện đó nó không bao giờ nó... Cái độ tiện lợi của nó này. Tức là gần giống như là mình không nghĩ đến chuyện đó, nó không đi qua đầu ấy. Nói nghe thì rất là vô ý thức, nói nghe thì rất là vô tâm, thế nhưng mà thực sự là nói thế nào nhỉ, không biết nữa. Gần giống như là cái chuyện môi trường nó không nằm trong cái lượng thông tin mà mình thu nạp vào hàng ngày, đúng không? Nhưng mà một khi mình đã dần dần tự nhiên mình có những cái thông tin về môi trường thì mình cảm thấy là cái sự vĩnh diệt của cái những cái ni lông này nó rất là nặng nề. Và nhất là đối với bọn mình là những cái người mà rất là yêu thích động vật, rất thích tất cả các loại động vật chứ không phải là chỉ có chó mèo không, trừ con rán ra. Thì khi mà bắt đầu xem những cái video mà con rùa biển này, nó cứ nghĩ cái bịch ni lông là phân sứa và nó ăn vào, và nó gây ra rất nhiều cái đe dọa đến tính mạng của rất nhiều loài sinh vật biển. Thì mình mới nhìn lại là cái này ác quá. Mình chỉ vì cái sự tiện lợi của mình mà khi mà mình đi mua sắm là mình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái loài vật khác mà mình đang chia sẻ cái trái đất này chung với nó thôi. Thật ra mình chả có gì cao cấp với nó, mình cũng là một loài mình đang chia sẻ cái trái đất với nó, nhưng mà
thì tự nhiên mình cảm thấy là mình không muốn trở thành một cái loài hủy diệt những loài khác, mà mình muốn sống chung hòa bình. Trong cái cá nhân của mình làm được thì mình sẽ làm cái điều đấy. Nếu không bắt đầu từ một người thì sẽ chẳng có cái gì bắt đầu cả. Một cái dãy domino ấy, khi mà nó đổ ấy, các bạn luôn luôn cần một con domino phải đổ trước. Và các bạn hãy là cái con domino đó, hãy là cái con domino đầu tiên, thì các bạn sẽ gây ra được cái hiệu ứng rất là lớn. Ê, thì một đoạn như thế này thôi, nhưng mà mình đã ngồi ít nhất là phải 10 cái bao ni lông vào đây rồi. Ừ, nhiều đúng không? Ừ, nó cái một cái viên gạch này sẽ chứa là rất nhiều ni lông đấy. Bột canh này, các thứ gói gia vị các bạn có thể giữ lại. Dần dần mình cũng thay đổi cái cách sinh hoạt. Khi mà đi ra ngoài mà không cần lấy túi thì mình sẽ nói nhân viên là không cần lấy túi đâu. Hay là ống hút thì mình mang túi vải đi thôi. Mình sử dụng ống hút của mình, hoặc là mình không lấy ống hút. Ừ, không lấy ống hút. Khi mà mình đi nhà hàng, mình order nước, mình gọi nước, xong rồi mình order nước, mình bảo cho một nước suối, không lấy ống hút. Tức là cái phần order của mình nói nhỏ thôi, nhưng mà cái phần mà không lấy ống hút, mình nói chậm và mình nói rõ ràng từng chữ rành rọt một là mình không lấy ống hút để nhân viên đỡ quên ấy. Mình thấy người Nhật cái này hay lắm đó. Khi mà mình đi hai người, một nam một nữ ấy, cái người nhân viên người ta sẽ lấy cái ly của người nữ có cái ống hút và ly của người nam không có ống hút. Ừ. Tại vì người ta nghĩ là đàn ông không ở được. Cái sự mạnh mẽ thì không cần phải cầm một cái ống bé bé rồi mà hút hút cái nhìn nó đang mất cái sự nam tính ấy. Thì nó cũng là một phần à, nhưng mà mình thấy là tại sao thì ổn hút khi mà nó vừa giúp mình bảo vệ môi trường mà có thể đảm bảo được sự nam tính của mình. Kể cả nữ cũng thế thôi các bạn ơi, không có một cái gì mà nó mất duyên hay là nó mất lịch sự về cái việc mà tu một cốc nước cả, uống một cốc nước bằng cái miệng cốc cả. Cái này là một cái chuyện mà mình chưa tìm ra được cái giải pháp. Đây là cái giấy gói khẩu trang anh ạ. Ừ. Mỗi khi mà mình dùng khẩu trang để ra đường ấy thì nó sẽ thải ra một cái túi này. Cái khẩu trang bỏ ở đây cũng được nhỉ? Không anh, cái khẩu trang là vải. Vải thì có tái chế được nhỉ? Vải có tái chế được không? Không biết. À, cái này phải tìm. Tái chế được, thế nhưng mà đúng rồi, những cái hãng thời trang như là HM. Ừ đúng rồi. Quần áo cũ các bạn có thể mang đến, nếu mà không thể quyên góp được nữa thì các bạn có thể mang đến hết cho anh em. Các cái cửa hàng hết trên em người ta có những cái biển, người ta ghi là người ta sẽ thu gom lại quần áo cũ của bạn và người ta sẽ tái chế những cái đó. Nếu mà bạn mang đến đấy thì người ta sẽ được voucher giảm giá gì đó. Cho nên là những bạn mà hỏi mình là quyên góp ở đâu á thì có thể mang đến đấy. Em phải ấn kỹ vào xung quanh trước. Đúng rồi. Sau Vào giữa. Ừ đúng rồi. Sao cái lọ của anh có vẻ vơi hơn của em ấy nhỉ? Hay là tại vì em ấn không được chặt? Ừ. Em sử dụng cái đầu này và cái đũa này không phải nó tốt hơn là cái đầu bé đó. Ừ đúng rồi. Các bạn nào muốn tập cơ tay cũng có thể làm. À, nhiều người nghĩ bây giờ đi ra bảo vệ môi trường, phân loại rác, vứt rác lung tung, cuối cùng có thay đổi được gì đâu, ảnh hưởng gì đến mình đâu. Ừ, ai nói, mình trời ơi. Sống phải le. Không hề. Nó gần mà bạn nghĩ. Ừ, giờ nói đâu ra, bạn ngó ra ngoài đường đi. Bây giờ bạn ra ngoài ngõ, bạn ngó ra đi. Bạn thấy cái nắp cống, bạn thấy cái ống cống không? Toàn là rác. Thế thì ngập nước đấy. Nước nó trôi vào đâu? Nhà bạn bị ngập, nhà hàng xóm bạn bị ngập. Xong bạn bắt đầu bạn lên Facebook, bạn bảo ủi, thoát nước của cái thành phố này, nhà nước làm ăn chả sao, không thoát được nước cho thành phố rồi vân vân. À, kể cả mình là một người rất thích ăn hải sản. Đây là nhiều khi là chính cái con cá mà mình ăn vào nó cũng có là toàn những cái vi nhựa này thôi các bạn. Nghĩ sao xả rác nhiều như thế mà vi nhựa nó không ra. Vi nhựa nó là cái gì? Nó là những cái hạt nhựa rất là nhỏ, nó vào nguồn nước, nó vào con cá, con cua và nó vào người bạn, nó vào lại người bạn thôi chứ nó không đi đâu cả các bạn ạ. À, nhiều khi các bạn cầm một cái miếng như này, các bạn vứt đi, các bạn vứt vào thùng rác, các bạn bảo là ừ vậy là nó đi rồi, chả đi đâu cả các bạn, nó ở ngay đó thôi, nó chỉ khuất tầm mắt bạn bây giờ thôi, sau đấy nó sẽ trở lại về trong ruột bạn. Cùng lắm thế nào. Ủa, em cảm thấy là của anh chắc hơn của em rồi.
đối với những bạn mà tay yếu như mình thì nên từng miếng nhỏ thôi, xé ra từng miếng nhỏ, nén một cái miếng lớn không nổi đâu các bạn. Thật sự là khi mà mình bắt đầu mình dựng lại như thế này thì mình cảm thấy là cái lượng ni lông quá nhiều đúng không? Mà mình sử dụng riêng cá nhân mình thôi là rất nhiều luôn á. Kiểu tại vì cuộc sống hiện đại, cái cuộc sống hiện đại khi mà các bạn đi siêu thị, khi mà mình đi siêu thị mình nhìn đâu cũng thấy tất cả các thứ nó đều được bọc bằng các cái giấy nhựa đúng không? Ừ, và một cái này bao nhiêu 400 năm một lần nó mới là cái thời gian mà nó phân hủy. Ừ, các bạn nghĩ đi. Bao nhiêu đời nhà các bạn cho qua 400 năm mà một miếng nhựa. Thật sự là khi nhìn những cái hình ảnh mà những cái con chim biển mà nó chết xong rồi cái xác của nó phân hủy ra và cái rác ở trong bụng nó hình thành cái hình dáng của con chim trên bãi biển, tại vì nó ăn quá nhiều những cái nhựa và người đau lòng vô cùng các bạn. Tại sao lại vì một chút cái sinh hoạt của mình gây ra cho những cái loài khác nhiều cái nỗi đau như vậy? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao con người lại tự cho mình cái quyền được làm cái điều đó chỉ vì các bạn có thể làm cái điều đó, không có nghĩa là các bạn nên làm cái điều đó. Cái việc này cũng cần một chút kiên nhẫn. Ừ đúng rồi. Cần khá nhiều kiên nhẫn khi là ngồi ném như thế này. Vừa đó mình ném không chặt ấy, thì cái chất lượng của nó cũng không đảm bảo. Xem nào, theo cái thông tin ở trên group, một cái viên gạch này phải nặng, nó phải nặng một khoảng nhất định. Tại vì nếu mà nó không đủ cân nặng thì nó bị rỗng ruột. Tại vì anh không thể đo được cái lượng không khí ở trong đấy, cho nên là anh phải cân nó thôi để đo cái viên gạch. Sau khi hoàn thành tác phẩm, hãy thử cân lại viên gạch của mình. Cân nặng nhẹ nhất của một viên gạch nên là khối lượng của chai khi đầy chất lỏng nhân với 0,35. Tức là một chai thể tích 500ml, là nửa lít ấy, là cái này này. Nửa ký. Sẽ nặng khoảng 2 cân, 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng sau khi thành gạch. Các bạn nhìn cái số lượng đồ ăn chó, cái treat của chó, cái bánh của chó ấy, là các bạn thấy mình chiều chó cỡ nào. À, dành cho những bạn chưa biết, mình có một con chó. Mình có chó chứ không phải là không. À, nó chỉ không sống với mình ở đây thôi, tại vì mình đã phạm một sai lầm. Không phải là mình đã phạm một sai lầm, mà là anh bạn thân đã phạm một sai lầm. Anh bạn thân tặng mình một con chó nhân dịp mùng 8 tháng 3. Tặng mình một con chó năm 2014. Và con chó đấy là con chó Phú Quốc, tên là con Nô. Mình nuôi nó ở đây mấy tháng cho đến khi mà nó gọi là khi mà nó trưởng thành rồi các bạn. Nó to, nó đào đất, nó chạy, nó tức là cái con chó Phú Quốc, nó là cái con chó mà nó cần một cái lượng vận động cực kỳ lớn. Nó cần một cái nhà vườn chứ không phải là một cái căn hộ, nói thẳng ra là như thế đi. Thì khi mà nó mới mấy tháng tuổi nó ở đây với mình thì nó rất bình thường, nó không có vấn đề gì cả. Nó lớn lên một tí bắt đầu thấy không ổn. Thế là thôi, thế là nó phải về nhà bố mẹ của anh bạn thân ở. Tại vì nhà đấy là nhà dưới đất và có vườn. Theo một cái mật độ thường xuyên nhất mà mình có thể thì mình về đó để chơi với nó, dắt nó đi chơi. Và dắt nó đi chơi không phải là chạy theo nó, mà cái con chó đấy ấy, nó khỏe đến cái mức mà mình phải đi xe máy. Tụi mình phải đi xe máy, còn nó chạy theo xe máy xong rồi đi mấy vòng phố như này này. Chạy một hồi lâu nó mới tạm mệt để có thể về. Nếu mà mình mà kiểu chỉ dẫn nó đi kiểu chạy, người chạy với chó không ấy, không bao giờ nó mệt luôn ấy. Hai đứa, một đứa chạy xe, một đứa cầm cái dây dắt. Thì cái khu vực đấy rất là nhiều người chạy bộ tập thể dục ấy. Thì cái con gì mà kiểu hai đứa này lười cái. Ừ lười thế. Con chó mà không lo, không chạy bộ kè cùng nữa luôn đi. Đi xe máy đúng là lười nha. Thế nhưng mà con đấy thì chạy bộ không lại được nó. Có mà chạy 3-4 tiếng đồng hồ cũng không lại được nó. Tại trong khi sức mình phải là sức nó. Trong khi đi xe máy thì cũng phải phóng xe khoảng tốc độ cao. Nửa 20, tiếng 20-25 cây số giờ không. Nó chạy kinh khủng khiếp. Chó của mình là một con chó khá nông dân các bạn, khá là nông dân. Chạy xong rồi bắt đầu thở hồng hộc. Và đó là lỗi của tụi mình khi mà quyết định có một con chó mà không tìm hiểu cái giống chó này, không suy nghĩ kỹ về giống chó và điều kiện sống của con chó. Cái nhà của mình không đáp ứng được. May mà có phương án đúng không, may mà có nhà bố mẹ anh để có thể gửi con chó về đó. Bởi vậy trước khi mà mình
nhận nuôi một con chó hay con mèo đấy, kể cả mua hay là nuôi thì mình nên tìm hiểu về điều kiện của mình thật kỹ, cuộc sống của mình có phù hợp để nhận lại cái trách nhiệm đấy không, và cái đặc tính của cái giống chó mèo đấy nó có phù hợp với cái cuộc sống của mình không. Đúng rồi đó bây các giờ bạn nên ở một cái căn hộ thì mình nên nuôi một con chó phúc à, chó chiêu vua. Ừ, chó mà hai bàn tay này là hết này thì chắc là ok, nhưng mà một con chó Phú Quốc thì chắc chắn là không rồi. Mình nuôi mèo hợp các bạn, tại bọn mèo nó lười và mình cũng là một con lười. Anh muốn nuôi một con lười. Trời ơi, bạn trai mình muốn nuôi chó, muốn nuôi mèo, muốn nuôi con raccoon và bây giờ là một con lười. Anh hình như là cái viên gạch của em nó màu mè hơn của anh đúng không? Ừ. Các bạn có thấy của mình màu mè không? Ok các bạn, vậy là tụi mình đã có hai viên gạch sinh thái ở đây, mang theo rất là nhiều túi nhựa ni lông để xây những cái mà có thể xây lên từ gạch. Ví dụ như là những cái công trình công cộng, những cái chỗ khu vui chơi cho trẻ em và tất cả những gì mà người ta nghĩ là người ta có thể dùng cái gạch này được mà không cần phải vứt tất cả những cái này ra ngoài môi trường, đúng không? Khi mà mình nghĩ là cái chai nước, cái viên gạch mà đang cầm trên tay này giảm thiểu cái lượng rác thải mình đang thải ra môi trường, ngoài ra nó còn giúp cho một ai đấy có một cái công trình và cái mái nhà để nó phục vụ lợi ích cộng đồng, thì nó thật là một cái ý nghĩ khá là hay, khá là sướng đúng không? Cảm giác khá là sướng. Mình thực sự hy vọng là các bạn sẽ có thể làm những cái viên gạch của các bạn và chia sẻ cho tụi mình, comment ở phía dưới để nói chuyện với mình nhá, và nhớ like cũng như subscribe tại vì mình sẽ quay lại với rất là nhiều video nữa. Đừng quên là mình viết blog ở trên Giangơi.com và làm radio ở trên Giangơi Radio nữa. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình, của tụi mình, và tạm biệt các bạn và làm thêm gạch. Làm thêm gạch. Bye bye.